Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài cá độc đáo và thú vị, con cá ngựa. Con cá ngựa là một trong những loài cá có hình dáng và cách sống khác biệt. Chúng sống ở các vùng nước ấm áp và có vẻ ngoại hình rất đặc biệt, giống như một chú ngựa dưới nước. Hãy cùng tìm hiểu về những điều thú vị mà con cá ngựa mang lại nhé! Bên ngoài, con cá ngựa thường có màu sắc tươi sáng và có hình dáng mảnh mai, không có vảy, giống như một chú ngựa nhỏ dưới đáy biển. Chúng có đuôi dài và cổ mảnh mai, giúp chúng di chuyển linh hoạt trong nước. Mắt của con cá ngựa rất lớn và thông minh, giúp chúng nhìn thấy môi trường xung quanh. Xương sống của cá ngựa còn nằm bên ngoài cơ thể. Một điều độc đáo về con cá ngựa là cách chúng di chuyển. Chúng không chỉ bơi lội như các loài cá thông thường mà còn sử dụng các vây nổi bật để đi bộ trên đáy biển. Chúng di chuyển bằng cách đập chiếc vây nhỏ trên lưng liên tục, tốc độ 35 cái một giây. Vây ngực nhỏ phía sau đầu cá ngựa có vai trò như chiếc bánh lái. Điều này giúp chúng có thể chạy trốn nhanh chóng hoặc tìm kiếm thức ăn trên đáy biển. Đuôi của cá ngựa giúp chúng không bị cuốn trôi đi, bám được vào thực vật nhỏ. Con cá ngựa thường sống ở những dạng san hô và khu vực có nhiều đá, nơi chúng có thể tìm kiếm nơi trú ẩn và thức ăn. Chúng ưa thích ăn các loại động vật nhỏ như các loài giáp xác. Cá ngựa ăn xong thức ăn sẽ đi vào hệ tiêu hóa và đi ra luôn, dẫn đến chúng phải ăn liên tục. Đôi khi, chúng cũng có thể thay đổi màu sắc của cơ thể để lẫn vào môi trường xung quanh và tránh bị những kẻ săn mồi. Các em có biết không, con cá ngựa cũng có khả năng tạo ra âm thanh để giao tiếp với nhau. Chúng sử dụng âm thanh này để báo hiệu nguy hiểm, gọi đối tác hoặc thể hiện tâm trạng. Điều này là một cách thú vị mà chúng sử dụng để trò chuyện dưới đại dương. Hy vọng rằng, qua chuyến phiêu lưu này, các bạn nhỏ sẽ thấy thú vị khi biết thêm về con cá ngựa, những chú cá đáng yêu và độc đáo được xem là biểu tượng của sự chung thủy nhất dưới đại dương mênh mông.